buổi fitting ngày hôm nay thì tôi cảm giác là đã yên tâm một phần nào, vì những cái bộ đồ mà anh công chí thiết kế thực sự là giống y hệt như là những gì tôi mường tượng. Cái yếu tố biểu diễn nó phải được đặt lên trên đầu, nên là những cái mà bộ thiết kế phải được chỉnh sửa để cho những cái động tác của chị Minh được chuẩn xác và tự tin và duyên dáng nhất có thể, nên chúng tôi vẫn phải có thêm một hai vòng để chỉnh sửa cho bộ đồ hoàn hảo nhất. Tôi đặt 100% nhiệt huyết vào những cái project tôi chọn, bởi vậy nên tôi rất hiếm khi cộng tác với các ca sĩ, nên tôi hy vọng lần này với sự kết hợp với chị Thu Minh Diva thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được cái sản phẩm thật là tốt và tuyệt vời mang đến cho mọi người.